Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Ba điều ước của lão nông. Có câu chuyện kể rằng, một vị thiên sứ đến nhà một người nông dân và nói với ông ấy: Thượng đế thấy con tốt bụng nên ban cho con ba điều ước, nhưng kèm theo một điều kiện. Dù là con ước điều gì thì người láng giềng của con đều có cơ hội được hưởng phúc gấp hai lần con. Dạ, con đồng ý. Hãy ban cho con một núi thóc gạo để một năm trời con không lo thiếu lương thực. Quả đúng là Thượng Đế hậu đãi mình thiệt. Từ giờ mình không phải lo mất mùa đói kém rồi. Bà nó ơi, ra mà coi nè. Chuyện tôi kể với bà nay đã thành sự thật rồi. Chúng ta phải mau đi tu sửa kho thóc để trữ gạo thôi. Hay quá ông ha. Mà ông nhìn kìa. Sao láng giềng nhà mình cũng có đến hai đống gạo như hai trái núi thế kia chứ. Chuyện xảy ra y như trong giấc mơ tối qua bà. Chắc Thượng Đế thương vợ chồng mình nên mới ban cho mình lương thực cả năm. Thương gì mà thương, không có mình thì vợ chồng nhà lão cũng đâu được hưởng lợi gấp đôi như vậy. Rõ ghét. Mấy bữa sau, vị thiên sứ kia lại tới. Lão nông dân liền ước điều ước thứ hai. Tạ ơn Thượng Đế, ước sao Thượng Đế ban cho con một mụn con để vui vầy tuổi già. Quả nhiên, 10 tháng sau, vợ của người nông dân liền hạ sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Bà nó ơi, nhà mình đã có con trai, quả là một việc đại hỷ, nhất định phải mở tiệc ăn mừng thôi. Bác ơi, chúc mừng vợ chồng bác nha. Tôi vừa ra đầu ngõ, nghe người ta kháo nhau mới biết vợ chồng bác vừa sinh quý tử. Chẳng có gì ngoài chục trứng gà mang biếu bác gái tẩm bổ cho lại sức. Vâng, bác chu đáo quá. Mà tôi kể bác nghe, đêm hôm trước, bà nhà tôi cũng vừa sinh hạ, còn sinh đôi nữa kìa, thiệt không thể tin được. Lão hàng xóm kia vừa nghèo vừa không có khả năng, người vợ thì vừa thấp vừa xấu. Vì cớ gì mà lại sinh đôi được một trai một gái kia chứ, thiệt là bất công. Một điều ước cuối cùng nữa, con muốn có thêm điều gì thì mau nói đi. Thưa thiên sứ, cầu xin người hãy chém đứt một tai của con được không? Vì sao lại thế? Quả thực con không thể hiểu nổi. Tại sao người láng giềng của con lại được gấp đôi phúc báo? Tại sao thế ạ? Con thà mất đi một cánh tay cũng là vì muốn cho ông ta bị mất đi hai cánh tay. Làm vậy thì trong tâm con mới thấy đôi chút dễ chịu. Người hà tất với hủy hoại bản thân, lại còn làm hại người khác nữa. Người biết không? Người từng tu đạo, chính bởi tâm đố kỵ mà tu không thành, kiếp này rơi rớt đến cõi hồng trần này để chịu khổ. Còn người láng giềng của ngươi đã từng là sư phụ của ngươi, phúc đức của ông ấy vĩnh viễn lớn hơn của ngươi gấp bội. Ông trời hồi báo cho ông ấy là chủ yếu. Ngươi vì sao không nghĩ cho thấu đáo thế? Hơn nữa, việc này cũng đã được an bài cả rồi. Lẽ ra khi thấy láng giềng có chuyện tốt, ngươi nên nói lời chia vui với họ, không khởi tâm đố kỵ. Như vậy thì sinh mệnh của ngươi sẽ đắc phúc báo còn hơn rất nhiều. Con hiểu rồi, xin ngài đừng bỏ con. Quá muộn rồi. Tâm đố kỵ không những hại mình mà còn hại người khác, đối với người tu luyện lại càng cực kỳ nghiêm trọng. Vậy nên chúng ta nhất định cần phải tu bỏ.